mình chia sẻ trong giỏ cào này đang chắc mình dự đoán là đang gặp sự cố giữa ngoài cửa cảng anh em. Nãy giờ đậu ngoài cũng lâu rồi đó, cặp nè. Đó còn cặp giỏ cào nè. Nhưng mà mình đang thấy một đang lâu tốc độ rất là dữ, nhất phải sự cố hay không anh em. Đó. Đây là con giỏ cào này đang nãy giờ lâu ở đây hơi lâu rồi đó. Không phải như mình dự đoán không nha. Thấy hoàng trời cứu hộ đang chạy lao thẳng vào luôn đó. Đó anh em thấy không? Đó. Độ kìa, độ ghê không? Đang lao vô ngay cái con tàu này, giả cào lớn, con tàu cái nha anh em. Thấy không? Trời ok như mình nghĩ luôn. Sự cố tiếp luôn. Đó, đang bên sát đã không được dây rồi đó anh em. Rồi y xì luôn. Sự cố đó giật dây xuống rồi đó ha. Quá chính xác rồi đó, tụi con đập đó. Quá dữ luôn. Sự cố thiệt mà. Wow, quá dữ anh em ơi, đang cái con đầu cái vô cửa cảng luôn. Ảnh đèn ghê không, chụp được là ảnh shop liền mà. Đó anh em để con dây đó đang kéo được con tàu đỏ, con tàu của họ không bên rất là dữ, bơm có đen luôn, đang kéo cặp giải cào và cửa cảng anh em, đang gặp sự cố con tàu cá nè, con tàu đợt ở phía sau luôn gặp sự cố luôn. Đó, đang kéo vô một chiếc xe lửa như mấy clip mà trước mình đã chia sẻ nha anh em. Đó, chiếc cứu hộ đang bơm dưới một tốc độ lực khá là mạnh luôn nha anh em. Để kéo con giả cào cá lớn nha anh em. Đó, thấy chưa? Bơm vô xù luôn, kéo nổi nha anh em. Tàu cái đã gặp sự cố anh em ơi. Con tàu đực phía sau thì mình cũng thấy cộng dây nhưng mà nó vẫn chạy bình thường. Con tàu cái gặp sự cố rồi. Con tàu đực phía sau trên đường, con tàu cái đã bị sự cố rồi nên phải nhờ đến cái tàu cứu hộ để kéo vào cửa cảng luôn anh em thấy không? Đang kéo con tàu cá vào cửa cảng với một quy lực rất là lớn luôn. Bà Rịa Vũng Tàu luôn, 927-49 TS luôn em ơi. Đó Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây là cửa cảng gặp sự cố anh em ơi. Bà Rịa Vũng Tàu nè. 927-49 TS đó. Đó. Sự cố kéo vào cửa cảng nha anh em. Thấy là cứu hộ đang kéo không? Đó, thấy không? Đó. Đây là Vũng Tàu luôn. 927-48 TS luôn đó. Nãy là 4 con tàu cá, 49 con tàu cá, đây là 48 nha anh em. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đang thả diều vào cửa cảng luôn nha anh em. Tàu cá Bà Rịa Vũng Tàu đã gặp sự cố anh em ơi. Đó, anh đang chào mình chào đó, thấy chưa? Rất là đã luôn. Đó, rất là vui vẻ chào mình. Đó luôn. Đó. Tiếp tục luôn, mình chia sẻ với anh em giả cặp giả cào đang chạy vào cửa cảng rất là quay phong luôn nha anh em. Đây. Rất là quay phong nha anh em, hai cầu luôn. Chúc tất cả anh em đi trên tàu thành người sức khỏe luôn nha, tiền đẹp cá luôn nha. Đó, hôm nay là những con giả cào khổng lồ vào cảng rất là đông nha anh em.
cặp này đang lao vào cửa cảng cũng khá tốc độ khá là dữ nha anh em. Nó gần tới cửa cảng mà anh đạp cũng rất là dữ nha anh em, cái ghê ông đạp ben ghê lắm á, thấy chưa. Đó, cả lúc này cũng hết xung phong đi phía trước hết. Bình Thuận luôn 98050TS luôn, nhìn quá đẹp. À giữ chạy anh em ơi. Tiếp chia. Quá đã anh em ơi. Đó, con tàu đực cũng chạy với tốc độ tiếp chía luôn. Gió quá hơi lắc nha anh em. 98059TS luôn. Bình Thuận á. Con tàu cái đang lao tốc độ rất là dữ vào cửa cảng nha anh em. Đó, chúng mấy gạch gỗ ớn ăn không, quá dữ anh em ơi. Đó, chúc tất cả các anh trên thuyền về với gia đình thật nhiều sức khỏe luôn nha, quá đã luôn đó, thấy không. Đó, đồng lái quá dữ anh em ơi. Dạ, không quen luôn á. Tàu đực 59 này vào cửa cảng rất là quay phong và lẫm liệt luôn. Đó, anh cũng bị dây để anh em ơi, vào cửa cảng nha anh em. Đó, thấy chưa vậy. Đó, thấy không? Đó, anh chào mình luôn. Con tàu đực chạy rất là dữ luôn. Đó, tắt máy thả diều. Chúc các anh về với gia đình vợ con mình thật nhiều sức khỏe luôn nha. Con tàu cái đạp có đen không anh em, đây ghe đến cá cơm của Khánh Hòa cũng ra cảng luôn nha anh em. Đó, cặp tàu giả cào của Bình Thuận đã vào cửa cảng an toàn. Đó, thêm con tàu đánh bắt cá cơm Khánh Hòa là đi ra cửa cảng nè. Đó, bạn nào phải chơi con tàu cái chạy rất là dữ quy lực nha anh em. Đó, rất là quy lực luôn. Con tàu đực này cũng đang giảm tốc độ để cập cảng luôn anh em ơi. Đó, thấy con tàu cái chạy rất là dữ đúng không? Được phía sau này anh em, đó cũng lần lượt tất cả cập cảng anh em, được về với gia đình vợ con rồi. Chúc chủ tàu thật nhiều sức khỏe luôn, chờ thắng lợi cho những chuyến đi tiếp theo luôn. Đó, con tàu cá vẫn còn bên với tốc độ cũng khá là dữ nha anh em. Chúc tất cả các bạn xem những kênh của mình Bình Thuận với yêu thật nhiều sức khỏe và thành công cuộc sống bên gia đình và người thân của mình luôn. Thì nhớ ủng hộ và đăng ký cho mình một like để mình có động lực làm tốt hơn luôn nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi chào anh em, mình chia sẻ những con giả cào đực đang lao vào cảng rất là dữ nha anh em. Mua luôn rồi, quá dữ rồi anh em ơi. Con tàu đực đang chạy tốc độ tiếp dưới vào cửa cảng nha anh em.
lớn nha. Lô 9975 TS luôn nè. Quá đẹp mắt nha anh em. Đó, đang phân danh thì cũng bị hạ neo nha anh em. Ơi, mình hấp dẫn quá đi mà. Giả cào cũng đang vào cửa cảng luôn nha anh em, chạy với một tốc độ rất là dữ nha anh em. Đó, con tàu cá bắt đầu đã vô trước nha anh em. Tốc độ khiếp vía, hôm nay gió cũng không có lớn như mấy. Đó, nhìn quá đã luôn anh em ơi. Đó, cũng lớn rồi. Bắt anh em ơi. Chúc các anh vào cảng thăm gia đình vui vẻ luôn, đặc biệt không phải nhiều tiền rồi đó nha anh em. Đó, thấy được độ ghê cho. Thấy hùng không? Quá đã anh em ơi. Đó, con tàu cá đang lao vào với tốc độ khá là dữ nha anh em. Phía sau cũng là một con tàu mà đánh mà gần bờ cũng nó vào cảng luôn anh em. Rồi ở những tàu luôn 92236 TX luôn. Quá đẹp mắt anh em ơi. Giả cào hai cầu nha, mà đi đúng tàu vào cảng không nha. Quá dữ. Đó. Đó vào cảng rất là dữ đó, đạp lên. Lên có đen luôn nha anh em. Trời công đập cái hỏi không mua không. Quá dữ anh em ơi. Rất là quyết luôn nha. Đó. Oh. Rất là quyết luôn. Chạy rất là dữ dàng và đi tàu. Độ dữ dằn không? Đó, anh đang ngồi tháo hứng rồi thì có chiến cực cản nào thứ năm đó. Đó, dữ dằn không? Bây giờ cũng để cản ở đó chưa? Đó, trời rất là lắm được luôn anh em. Quá đã luôn anh em ơi. Đó, giả cào quê rồi, cũng cào nó vào cản luôn. Định nè anh em. Đó, con này dài khoảng 2 mét đổ lại thì nha, khoảng 6 mét nè. Đó, lúc rút rồi đưa cái đầu cả luôn nha. Đó, lúc rút rồi đưa cái đầu á. Lúc rút bình định chứ quên. Đó, đang dành cái cảnh huy thường đây. Đưa cái đầu đó. Đang phút xa con mình nữa chưa. Đó, chúc các anh đi vào cảng thật nhiều sức khỏe, thành công bên gia đình mình nha. Đó, thấy đạp ghê các bạn. Dữ dằn luôn nha anh em. Tiếp tục luôn, mình chia sẻ cặp giả cào đang vào cảng với tốc độ khá là dữ, hai cầu luôn nha anh em. Đó, con này đánh bắt xa bờ luôn đó. Con tàu được phía sau nè. Đó, con tàu cái lúc nào cũng xung phong đi trước nha anh em. Nhìn khá là đẹp mắt nha.
hai con đang đấy, đó hai con đang lần lượt chặt lỗ cản anh em ơi. Hôm nay gió cũng không có lớn cho mấy nữa anh nè, mấy anh đi đánh mất gần bờ cũng vào cản rất là an tâm, và chạy tốc độ cũng không có mãnh liệt như mọi lần trước nha anh em. Đó. Con tàu cá này quá khẩm rồi. Đó, chúc tất cả các bạn xem kênh Bình Thuận Yêu thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha. Đó, những con giả cào này vào cảng như là một con quái thú giữa biển lao vào trong cảng nha anh em. Con tàu cá về phía sau chạy cũng không thua kém gì con tàu cá nha anh em. Nhìn cái tàu cá đẹp mắt luôn. Đó, nhìn thôi là mới sống đủ một cái nhân tùm lum luôn nha anh em. Nhìn chạy là thấy chín chía luôn nha anh em. Wow, sóng lớn lắm anh em ơi, ngày này càng lớn nha, tài công đạp rất là dữ nha anh em. Mũi cầm thái nhỏng là hiểu luôn rồi, cá đầy mang hết trơn rồi. Ra bờ cũng đã lần lượt vào cửa cảng luôn nha anh em. Đó, bạn thấy không? Nước đang tùm lum tè le luôn nha anh em. Đó. Rất là đẹp mắt nha anh em. Những con giả cào khổng lồ nha. Chưa, kiếp dưới chưa? Rất là đẹp mắt lắm. Đó, mấy anh vào cửa cảng ha. Cửa cảng rất là vui vẻ nha anh em ơi. Đó. Đó, con mấy chà má lửa. Đó. Đẹp mắt không? Đó, mấy anh để chào nè, về nhà vợ con thấy không? Rất là hấp dẫn luôn anh em. Anh em luôn, hôm nay mình cũng chia sẻ cảnh những con giả cào đang vào cửa cảng rất là đông vui luôn nè. Một con, hai con, ba con, bốn con luôn.
hai cặp giã cào đang vào cửa cảng em nọ, mình đã lấy một cảnh bốn con giã cào cho mình thử quay từ con một con. Đây đang vào cửa cảng rất là quay phong nha anh em, sáu con luôn á, bốn con bên đây phải không, hai con bên đây nữa, rồi sáu con, nhìn rất là đẹp, vô tấp nập luôn em ơi. Tất cả anh em vào cửa cảng an toàn rồi, quái chữ hôm nay nhìn quái chữ quá mà. Anh lâu thật đầu khiếp hồn luôn em, sáu con giả cào á, ít đâu ít hỏi gì đâu. Chúc tất cả các bạn xem kênh mình cũng như thành người sức khỏe, thành công trong cuộc sống, bên gia đình và người thân của mình luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Như anh em mình thấy những con giả cào lớn khổng lồ mình đã chia sẻ rồi đó, kẻ đông đủ rồi khiếp. Hôm nay do gió không có lớn chứ mấy nên chạy tốc độ cũng là ok, tạm ổn nha anh em. Đó là mình lấy khung cảnh sáu con giả cào luôn đó, bạn thấy không, đó sáu con, một con, hai ba bốn năm sáu con đó, đó một chùm luôn nè anh em, thấy không, nó đang lao vào cửa cảng phu phu pha pha gió cũng không có lớn mấy mà chạy cũng rất là đẹp mắt nha anh em. Còn mình cũng chúc cho chủ tàu hội tu và anh em trên tàu thật nhiều sức khỏe, và chủ tàu chia lộ phí hơi khá cho anh em mình vui hơn tí nha. Mà chủ tàu thấy được cái những video của mình đăng lên ủng hộ cho mình Bình Thuận là 983 38 TS luôn nè, để độ khá dữ vô cảng nha anh em. Hai bốn sáu con giả cào nên nó ít nổi gì đâu nha, đang lao vào cửa cảng cái tốc độ khiếp vía luôn á.
anh em thấy không này, quá dữ luôn. Đó, giờ cửa cảng thấy không, quá dữ mảnh liệt luôn. Chúc tất cả chủ tàu thật nhiều bội thu trong những chuyến đi này nha. Đó, quá đẹp luôn em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh và ủng hộ cho mình những thời trong thời gian qua luôn nha. Đó, con cầu cái chạy vô rất là dữ luôn em. Trên cặp đặt hết cửa cảng luôn á. Anh em thấy không? Gớm lắm nha, thấy không? Đó, chúc tất cả các anh dễ gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công luôn. Đó, nhìn rất là đẹp mắt luôn em ơi. Mình sẽ quay cho đến đích luôn nha anh em. Đó, những con giả cào khổng lồ này chạy tốc độ kiếp hồn vào cửa cảng. Mình theo đi có dây có dọc luôn. Sáu con giả cào mà đâu phải là ít ỏi vậy nha anh em. Đó, theo đâu nó quay vô đầu vô cửa cảng theo đó, đang cập cảng nha anh em. Đó, nước phúng phù phù anh em thấy không, nó trà trong lá rất là đỉnh. Đó, ảnh chúng ta được cũng chịu đạp ghê lắm mà. Đó, những con tàu giả cào khổng lồ nha anh em. Đó, quay đầu tùm lum tà le trên cửa cảng vậy thấy chưa. Đó, 6 con mà. Nhìn rất là đẹp mắt luôn anh em ơi. Ở sáu con nó chen chút nhau á. Thấy không? Đó, đầu dê vô đó anh em. Rồi, chúc tất cả các bạn xem kênh mình cũng như được nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha. Cảm ơn các bạn. Ơi, chào anh em luôn. Mình cũng cho chia sẻ cho anh cặp giả cào đang vào cửa cảng luôn nha anh em. Đó, một cặp nhìn rất là chạy gần nhau nhìn rất là đẹp nha anh em. À, gió cũng giờ gió cũng lớn lớn, cầm máy quay cũng hơi rung anh em cũng thông cảm nha. Có những con lưới rút cũng vào cửa cảng anh em đó. Chúc tất cả các anh ở trên thuyền thật nhiều sức khỏe nè, nhất là chủ tàu là thu vô doanh thu rất là cao luôn, cho chủ tàu có tinh thần kia cho anh em học mớ khá khá rồi chi cho cuộc sống cho anh em công nhân trên tàu. Đây con tàu cái hai cầu đang chạy tốc độ cũng vừa vừa phải anh em, chắc đầy ắp cá rồi. Chạy cũng rất là êm vô cả cảng nha anh em. Tương đối cũng không có ấy máy, nhưng mà gió máy quay nó bị lắc anh em, gió thổi bình bê thôi. Đó, những con giả cào cũng vô lần lượt vô cảng rất là đông luôn nha anh em. Đó, giờ cửa cảng quá tay luôn, tài công nào tài công mấy đạp nó hết lực giờ cửa cảng luôn á. Xuân thông vào cảng cửa cảng trước nha nè, nhìn rất là mạnh liệt, chứ còn con quái thú ở trên biển cả đang lao vào cửa cảng.
gió cũng hơi lớn, lớn gió lớn rồi anh em. Có mình cầm quay hơi bị lắc, anh em có thông cảm nha. Mình thấy rất là hấp dẫn luôn anh em ơi. Ó, nước sáng liền, đẹp mắt liền. Con giả cào khổng lồ này cũng lần lượt vào cửa cảng luôn anh em ơi. Đó, như anh em thấy không, đó là công đang đạp rất là dữ vào cửa cảng luôn nha anh em. Đó, tiếng máy gầm gỗ ớn ghê không. Anh em trên tàu đang ngồi ngắm cảnh chiều về cài cảng nha. Đó, bình thường luôn nè, 5 9 9 7 8 để hết luôn nè. Đó, này thấy chưa, vậy rất là dữ dàng luôn. Đó, mấy anh đang hút thuốc chuẩn bị cho chuyến cập cảng luôn nha. Đó, vậy rất là dữ dàng luôn nha anh em. Xuyên thông đó, anh em trên tàu cũng đang háo hức cho những chuyến cập cảng nghe anh em. Hành trang cũng đang chuẩn bị sẵn ok là cập cảng phải lên bờ giữa gia đình và vợ con luôn. Ai chứ có vợ thì đi chơi với bồ, mà ai có vợ thì ông vợ ngủ. Đó, nhìn quá đã luôn anh em ơi, con giá cào khổng lồ này đi ra đánh bắt xa bờ nha anh em. Có chỉ một tháng, chỉ mấy tuần cũng không chừng đó anh em, tùy theo con nước nữa. À, những con giá cào vào cảng rất là đông vui. Tài công đạp rất là dữ luôn nha nè. Lưới cá chích đầu ghẹ rồi cũng vô cản luôn em, rất là đông luôn á. Anh lên lú đồ có hết trơn á nè.
con giải cào khổng lồ này đang lần lượt vào cửa cảng nha anh em ơi. Đó, anh cũng đang chuẩn bị hành lý hết trơn xong xuôi rồi đó. Rồi chứ vậy vợ con thôi. Sóng lớn luôn các bạn, bình thường luôn nè. 960 68 TS luôn nè. Quá đẹp luôn em ơi. Đó, anh đang ngồi chuẩn bị đồ nè. Vậy với gia đình nha anh em. Nhìn khá là đẹp mắt luôn. Trời công cũng đã lái vào cảng rất là ok luôn. Quá đỉnh luôn. Vào cửa cảng ok. Vô gớm không? Chạy tốc độ khiếp chía luôn á. Anh tàu cái nè, hai tàu chạy dữ dằn lắm nè. Hay dữ rồi. Thử ăn không em? À, nhìn thấy là ở ăn rồi đó. Nước ở phía sau đạp rút lên luôn. Đây là lưới đánh lú nè, lưới kẹ cũng vô nè anh em. Rồi ghe lặn cũng vô luôn nè, ghe lặn nè anh em. Hãy cho mình ra luôn. Thật là chính 8234 TS nè, quá đẹp luôn nè. Đang vào cửa cảng con tàu bình của con tàu cái phía trước ngồi phía nãy mình đã nói đó nghe em. Đây nó chạy xa quá mình không thể nào đi con được ha, hai con tàu một lượt được. Đó, chúc các anh trên tàu này đó tài công đã cũng chịch khối đen vào cửa cảng luôn nha anh em. Những con giải cào lớn này là được nó cũng ra biển đánh bắt rất là dữ dằn luôn á. Đa số là nó không ấy lưới nhưng mà thấy dây mà gọi là tàu lưới dây á nè. Đây bên dây không thấy lưới đâu có bao nhiêu luôn, cái dây là số dây anh em. Bà con mặc quần mình là đúng luôn á nè. Lưới dây bọng rễ trên con tàu được rất là nhiều luôn. Đó, giảm tốc độ đó nha anh em. Cắt máy thả gì. Đó. Đang em chạy đó nha. Tại công bốc đầu nó bây giờ á. Đây con tàu cái phía trước chạy thủy hỷ con bạn tàu được nó còn nằm ở đây nè. Thôi chúc tất cả các bạn xem cho mình. Đó, anh chào mình đó thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Rồi. Chúc bạn sức khỏe, anh công đi được sống bên gia đình người thân của mình luôn. Rồi mình chia sẻ anh em luôn, những con giả cào hai cầu đang lần lượt vào cảng tiệm độ rất là dữ vào cửa cảng luôn nha anh em. Đó, anh đạp rất là dữ luôn á. Ghê không? Đạp đi luôn á. Quá dữ anh em ơi. Biển số mất tiêu độc thường luôn rồi. Đi lâu quá không có sơn lại à. Đó, anh em thấy không? Con tàu cái hai cầu là chạy tốc độ rất là dữ luôn. Đang lao vào cửa cảng ha anh em. Đó, tài công đạp xịt khối đen luôn nha anh em. Quá đỉnh luôn á. Đó, anh đã về với gia đình ha. Giả cào nhỏ đang đánh gần bờ cũng vào cảng luôn nha anh em. Của cảng rồi cũng đi lắm đó. Đây con tàu đực cũng đang vào cảng anh em ơi. Bình thuận luôn là 96898 TS luôn nè. Đó. Con tàu đực đã vào cảng với một cái khí thế rất là quay hùng luôn anh em. Tiếng máy nó gầm gối ớn luôn anh em. Đó. Tài công cũng đang lái rất là đỉnh luôn á.
thôi. Con giả cào vô cản nha anh em. Đó. Giả cào này chạy cũng dữ lắm á, đang vào cửa cản nha anh em. Đây con tàu cái hai cầu. Giờ cửa cản đang tàu đực. Con tàu giả cào đánh bắt xa bờ, rồi vào cửa cản rất là đông vui luôn á. Chúc tất cả các anh sau những chuyến đánh bắt xa bờ về gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Đây một cặp giả cào nó đang vào cửa cảng nha anh em ơi. Đây rất là đẹp mắt nha. Đó, một cặp đó, anh đọc gần nhìn rất là đẹp mắt, chạy với song song nhìn rất đã luôn nha. Gần nhìn rất là hấp dẫn, mê ly. Tất cả các anh ở trong tàu thật nhiều sức khỏe, và nhất là chủ tàu đấy, thật là nhiều tiền đầy ấp cá luôn á, phải nói là vô trúng mánh luôn á. Đó, con tàu cái đang tất cả ở trước cửa cảng nha anh em. Đang đạp cũng lên khói đen luôn á. Mới có sự cố vậy nha anh em. Rồi cứu hộ cặp vô kéo rồi đó nha anh em. Đó kéo con tàu cái rồi đó, không biết sự cố gì nha. Coi con tàu này bị gì, sự cố gì mình sẽ nói cho anh em nha. Tàu của hộ đã cặp tàu này cũng lần lượt cặp nhau luôn đó anh em. Đó bây giờ đang thấy đây nhìn xa là đang con tàu cá đang quăng dây qua con tàu lịch để kéo vào cửa cảng nha anh em. Đó chiếc cứu hộ cũng đang bên dây được rồi đó nha anh em. Đó thấy không, thấy con dây, thấy con dây để con dây không. Ồ đang đạp cho anh em quá dữ con. Trời cứu hộ chạy quá, đang đạp để bắt lốc để kéo con tàu cặp tàu vô nha anh em. Nhìn rất là quay không là lẫm liệt nha, tiên nhỏ mà nó có gõ nó con tàu cứu hộ rồi đó nha. Gõ tương đối lớn nha anh em. Kéo rất tốc độ rất là nặng nhọc nha anh em. Lúc nào có đèn cũng xịt lên hết, biết là đạp hết lốc luôn đó anh em. Đó thấy chưa, quá dữ. Tàu cứu hộ đúng là quy lực nha anh em. Nó cũng như một con thằng lằn nước ở dưới biển thôi, nhưng mà rất là mãnh liệt á. Nhưng mà bên những con tàu khổng lồ giả cào vô rất là dữ nha anh em. Đó, thấy chưa?
nhìn rất là quay phong luôn á. Thì ảnh nhỏ mà ảnh có vỏ ghê lắm hết trơn. Ảnh lôi cặp giả cào vô bình thường. Ảnh kéo chụp số đen luôn nè. Chúc tất cả các bạn xem những tên mình dấu yêu người sức khỏe đó, nước dầu đánh dầu thiền luôn các bạn ơi. Tàu cứu hộ đang kéo cặp tàu giả cào của Bình Thuận vô cửa cảng luôn. Đang kéo rồi. Đang kéo vào cửa cảng là nè, thấy không? Không dài y như là một đoàn xe lửa, cũng như là hồi bữa mà mình cũng có quay cái cặp tàu của Bà Rịa Vũng Tàu ở cửa cảng như vậy luôn anh em. Tàu cứu hộ nó kéo y xì luôn nè, không khác tí nào hết. Bình Thuận luôn nè, 93822 TS luôn nè. Cái cho Bình Vũng Tàu được Bình Thuận là 82812 TS nè. Đó, đang giờ cửa cảng anh em tù có con chó nữa kìa, đã dữ luôn. Giả cào này, hai cầu này gặp sự cố anh em ơi, không phải cửa cảng lên phải lôi giờ cửa cảng. Tôi chúc anh vào cảng thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống và bên gia đình của mình luôn. Đó, đúng là cặp tàu giả cào này nó đang gặp sự cố thiệt. Đành phải nhờ con tàu cứu hộ ở trong cảng này vô kéo vào nha em nè. Cái trước có bên ghê không? Nhìn rất là đẹp như một chiếc xe lửa đang kéo ba toa tàu nha. Thấy không, đầu cứu hộ ghê không, kể ghê không, đang bên vô dữ dằn không. Đó, đang kéo cặp giả cào vào cửa cảng luôn á. Bởi vào cửa cảng rất là an toàn luôn em. Nhìn quá đã luôn á. Đây, theo nó kéo bê luôn đó em. Cái bên rất là dữ luôn á. Cặp giả cào này bị sự cố rất là nặng rồi anh em ơi. Đó, chúc tất cả các anh trên thuyền về chủ tàu thuyền này ép cá luôn và bội thu nha anh em. Trên tàu về gia đình mình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nhỏ luôn. Đó, đang khúc xa dần nha anh em. Đó, ngon tại được cũng bơm lên bình thường mà tại sao mà chạy không được anh em đó. Đạp lên khói đen đàng hoàng luôn đó, đó kìa. Đó, quần nè, quần kìa, quấy gì. Cái bo kìa. Khiếp không? Quần tàu cứu hộ bo này không có gì vậy. Đó, đầu thả dây đó em, đó, tắt máy thả dây rồi, đà cặp ở ngoài này à. Rồi con tàu được thả dây rồi đó. Đó, con tàu cải thu hồi dây ra. Đó, con tàu được đã thả ra nha anh em. Rồi, chúc tất cả các bạn xem tôm Bình Thuận dấu yêu thật nhiều sức khỏe nha. Thành công trong cuộc sống luôn nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ kênh trong thời gian qua rất nhiều. Cảm ơn các bạn.